đi làm về mình cũng ghé chợ các bạn, cũng ăn làm lễ luôn. Mình có mua một đây là món cháo các bạn, cháo cá lóc nhá. Mình có ghé chợ mình nghe mình chia sẻ các bạn món cá lóc luôn. Đây là tô cháo này, đây mình sẽ mời các bạn cũng ăn với mình món cháo cá lóc nhá. Thì không lâu mình chưa ăn cháo, bạn nghe mình mời bạn món cháo rồi nhá. Giờ mời các bạn cùng ăn mình nhá. Đây thử xem món cháo của bạn mời các bạn nhá. Quảng bạn mình nấu bằng chắc tầm 3 phút mà nên nước cá nó ra cái đồng mặt luôn. Rau này đúng nhá. Rau này mặt cá mình có rau thơm tiêu bạn ngoan. Mời các bạn nha. Quá lâu về vậy. Mình cá này. Đây mình cá luôn. Quá ok. Như là ngọt các bạn. Mình mua ra cái là nhiều rau các bạn. Con cá này cũng là tầm ký. Đây mình nấu hơi nhiều bảo bạn nên hơi đặc xíu. Rau này được bạn, rau lục quế này, đây, cháo thì có rau đúng không? Bơ cái mà cá bạn xem này, béo lắm. Chúng ta chỉ là ngọt bạn.
rau đắng vào. Anh này có rau không? Có cháo có rau, hành tâm ăn là đầy đủ không anh? Nhà mình sẽ ăn hết rồi. Cháu luôn, đây còn một đôi bạn này, nhiều không? Chừng béo đi ra quá chừng rồi. Hôm nay là mình được ăn cháo được món này rất là ngon đấy các bạn. Mình xin được chúc tất cả mọi người, chúc cả nhà luôn có một ngày lễ thật là nhiều niềm vui, có nhiều sức khỏe với gia đình và người thân nhá. Thì hôm nay mình cũng ăn cái cháo là nhiều rồi. Mọi người xem video này hay cho mình một đăng ký kênh, like để mình sớm được bứt bạc và có thu nhập đến YouTube các bạn nhá. Kênh của mình cũng đang thiếu giờ các bạn. Mình mong các bạn ủng hộ mình thật nhiều nữa để mình có nhiều động lực để video tiếp theo. Giờ thì chào các bạn nhé, các bạn một video tiếp theo nhé.